Hán Cao Tổ Lưu Bang là một hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, xuất thân là bình dân. Hán sở tranh hùng của ổng và Hạng Võ, ngoài việc mang sắc thái của truyền kỳ ra, còn có nhiều thành ngữ và điển cố của bắt nguồn từ giai đoạn lịch sử này. Tập kế tiếp chúng ta sẽ nói tới dựng cờ khởi nghĩa. Vào thời kỳ Bảo Chánh cuối Tần, quân ép dân làm phản, Trần Thắng Ngô Quảng thống lãnh ba tánh khởi nghĩa. Lúc đó thì nhà Tần nghiêm cấm dân gian lén giữ binh khí, cho nên bọn họ ngay tại chỗ chiêu binh mãi mã, đốn cây làm binh khí, dùng cây tre làm cột cờ, cho nên mới gọi là dựng cờ khởi nghĩa, tức là mang ý nghĩa dựng cờ khởi nghĩa của bá tánh. Hoàng thượng đã tới ngôi vàng. Lại đây. Dạ hoàng thượng. Ngươi hãy nghĩ cho trẫm. Năm xưa khi Hạng Võ truyền tin mừng về, thám tử nói bước bằng cái gì nè? Bước tới bằng gối, không dám nhìn lên hoàng thượng. Năm xưa pháo phủ Tầm Châu, lấy yếu thắng mạnh, trận chiến Cự Lục trứ danh thiên hạ. Sanh trẫm thấy, nếu xét về anh hùng Hạng Võ thì có thể nói là người thứ nhất. Toàn quân bị diệt, Hạng lão đệ năm xưa sở Hán tường trạch, địch ngã phần mình. Không phải người chết thì là ta chết. Trẫm không trách người, người cũng đừng trách trẫm. Vì sinh tồn, thốt lời tráo trở, bội tính bội nghĩa cũng là vì bất đắc dĩ. Nè, coi tướng của trẫm có phải thiệt lưu manh hay không? Cũng vì nhờ vào tính này mà trẫm mới giữ được sinh mạng. Hôm nay huynh đệ chúng ta xin thề với trời, lấy Hồng Khẩu làm giới, phía đông là Sở, phía tây thuộc Hán, lưỡng phần thiên hạ không ai phạm ai. Nếu như từ nay không cần đánh giặc có phải tốt hơn không? Nhưng mà thiên địa bất nhân, khó tội nguyện người. Nói là tranh đấu Sở Hán, ai cũng nói là ta thắng Hạng Võ. Ta thiệt thắng sao? Năm xưa người thắng được thiên hạ, quả thật là hoàng thượng. Trương Lương, thật ra với tài trí của người cũng nên hiểu, cho dù trẫm thắng được thiên hạ, cũng thắng không nổi Hạng Võ. Hạng Võ quả thật là một đấng anh hùng, với sức của mình tạo thời thế, nhưng mà tới cuối cùng thì cũng bị thời thế đánh bại. Không sai, Hạng Võ thiệt bị bại với thời thế, chứ không phải bại vì Lưu Bang. Thật ra trẫm cũng không phải dễ chịu. Người bên cạnh trẫm kẻ bị chết, kẻ bỏ đi, tới cuối cùng
Trẫm lại được cái gì? Ngài đã được thiên hạ. Bây giờ Lưỡng Thị Chuyên Chánh đã không phải thiên hạ nhà họ Hán nữa. Hoàng thượng không cần suy nghĩ nhiều. Tất cả thành bại được mất, khi tới hậu thế thì cũng chỉ là những câu chuyện ở trong sử sách mà thôi. Nếu như năm xưa Hạng Võ Chịu Quá Giang lại có chuyện Đông Sơn trỗi dậy hay không? Trương Lương Hạng lão đệ, ván cờ này vẫn chưa phân thắng bại. Trẫm thiệt muốn cùng người đánh tiếp. Năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng tiêu diệt lục quốc, thống nhất thiên hạ, nghiêm hình tuấn pháp của Pháp Gia quản trị để mà trị dân của lục quốc, thực thi đốt sách chôn nhò, khiến cho lòng dân phẫn nộ. Tần Thủy Hoàng vì muốn xây cơ nghiệp thiên thu, nóng lòng cầu thành, đại hương thổ mộc, xây trường thành, xây cung á phòng, sửa hoàng lăng Lê Sơn, đổi đường ngựa lục quốc, vì trưng thu thuế nặng, trưng dụng tráng đinh của thiên hạ làm dịch phu. Dưới đời Bảo Chánh nhà Tần đã có nhiều đạo phu trở thành trộm cướp, phóng hỏa giết người, ra ngoài cướp bóc, khiến cho dân chúng lầm than, chiến loạn thừa cơ bùng nổ. Ý của sở quốc Hạng Võ. Ta sẽ lại ban ngày trong nguyện bái, về báo với đại dương quỳnh diện anh bố của các ngươi. Ta muốn gặp hắn. Các hạ là tri âm, lại có ý đồ gian. Nếu không chê bai, sao lại không đi chung đò? Tại hạ xin cảm ơn. Xin mời. Công tử văn nhã lịch sự là giới nho sinh, tại sao ở trong tiếng đàn lại có tình bi phẫn? Bảo chánh đương đạo, thần dân công phẫn, thiên địa đồng bi. Tại hạ chỉ là tuyên tế bằng tiếng đàn, tại hạ còn rành về thuật bói chữ. Nay được nhận họ, sao lại không dùng một chữ để bói đại thế của thiên hạ? Tốt. Nay bảo Tần Nghinh Chánh tự xưng lập thủy hoàng để ký nghị thế tập thế cho tới thiên thế dạng thị, thì lấy một chữ thủy để mà hỏi. Tái nhị thế sẽ mất. Tại sao? Thủy chung thủy thì, thủy thì tới chung, chung thì là mất. Tiền tái nhị thế sẽ mất. Ngân Chánh đang thị thế, sao bị mất mau như vậy? Rồi lấy chữ chánh trong Ngân Chánh để hỏi tiếp. Chữ chánh tách ra là chánh văn hai chữ nhất,
chỉ là chánh giao, mất hai điểm là văn. Có nghĩa là nói, nhất di chỉ, giao vô nhị, truyền tới nhị thế cũng sẽ mất. Nghiên chánh là chủ của thiên hạ. Vậy chứng minh lại ra sao? Chữ nên, vong ở trên miệng, vong tần đã ở trên miệng người, cho dù là tần mệnh cũng sẽ bị bại. Thủy hoàng nghiên chánh, ba chữ đều chủ cường, tần bị diệt. Nay hoàng công tử đã biết cường tần sẽ diệt, thiên hạ sắp có đại loạn, tại sao không thừa thế chủ dậy, dựng cờ khởi nghĩa, lãnh đạo quần thần để kháng bạo tần? Sao ngươi biết ta họ Hoàng? Tiểu nữ tên Lữ Trí, bái kiến hoàng công tử. Thì ra cô là gái giả trai để mà chơi ta. Tiểu nữ ngưỡng mộ đại danh của công tử, hôm nay được gặp càng hơn nghe danh. Công tử lòng mang đại trí, tiểu nữ chịu đóng góp sức mọn, phò trợ cho công tử thành đại nghĩa. Hàng võ ta thành đại nghiệp, đâu cần một người con gái như cô để giúp. Lữ Trí đã đọc nhiều sách, kiến thức tuy không bằng hạng công tử, nhưng cũng đủ cùng ngươi giành thiên hạ. Dù ngươi thiệt mãn phúc kinh luân, dù sao cũng là thân con gái, thì cô nên an phận, đâu có thể nghị sự luận chánh. Chính vì ta tự ghét là thân con gái, khó triển hoài bão trong lòng, cho nên mới đi du ngoạn khắp nơi, hy vọng kiếm được người chồng, dùng gia tài muôn ngàn giúp hắn thành sự, để lập danh vạn thế. Hạng võ này là một đấng nam tử, lấy thiên hạ mà phải nhờ gia tài của một người con gái, thì là tức cười. Cô coi hạng võ này là người gì? Ta còn tưởng hạng công tử là người nhìn xa, không câu nệ chuyện nhỏ, thì ra cũng theo thế tục như vậy. Hạng võ này đang nói chuyện đại tiết đi đường đại đạo, nên biết không chung đường thì đừng đi chung. Con đường mà hạng võ đi sẽ là con đường mà người con gái không thể đi. Lữ Trí này khác với người thường, chuyện mà ngươi làm được thì ta nhất định cũng sẽ làm được. Chỉ cần là phu quân của ta, ta nhất định sẽ giúp cho chồng ta lấy được thiên hạ. Vậy thì phải để mắt mà coi. Đi nghinh xuân quán hả? Sẵn sàng theo ngươi. Xét án kim ca hết. Có ăn có uống Lưu Tam Ca nhất định chừa phần của mình. Các người thì quá đáng đó nghe. Phải chống chọi với người, tốt hơn đừng có lại gần. Nè, cái người đâu vậy, cho đi với. Đợi ta Lưu Bang, ngươi là đình trưởng đình tứ thủy, có công vụ trong mình, còn lo ăn uống. Lại đây thì công tàu, mấy cái tiệm bán dầu bán muối thâu được lương hưởng bao nhiêu chứ? Theo ta một chuyến, bảo đảm ngươi sẽ thâu bạc đầy mâm. Máu lên. Cái người thì quá đáng mà, có ăn có uống không được chừa phần ta hả? Lã Tâm Ca, các người đi đâu vậy? Dạ con. Ai da, coi chừng ta. Nè, chỗ mà chúng ta đi bây giờ không vừa cho con chó đi đâu. Lão Tam Ca. Nè, con không đi, ta giết chó đó, coi chừng giết luôn con chó này. Hay đừng có hù nữa mà. Nè, cho con. Lão Tam Ca mai mốt đưa ngươi đi chơi chỗ này, còn có nửa tiền, hãy lấy về mua mấy cái bánh bao cho mẹ ngươi ăn đi. Ấy giờ có tiền thưởng cho các cô nương vậy thì còn hơn. Trả cho ta, lần này nửa chế tiền cũng không có cần, đám cô nương cũng phải hầu hạ chu đáo. Lưu Đình Trưởng, chuyện không phải nghiêm trọng như ngươi nói đâu. Tại sao không nghiêm trọng hả, ông chủ Châu? Ông không phải yêu Thái Phụng đến tận xương tủy hay sao? Không phải đòi thâu cổ làm ái thiếp à? Đây là chuyện bắt cóc làm tiền, ta gọi đủ huynh đệ đi điều tra cho ngươi. Nổi cái chuyện ăn uống không cũng đã mất nhiều tiền rồi. Chuyện đó thì dễ dàng, ở đây bao ăn bao uống, chỉ cần Thái Phụng của ta trở về thì cái gì cũng không sao.
Chỉ là cho ăn uống thôi hả? Cả công tiêu công tàu cũng đã mời đến. Liên hệ tới hộ tịch nhân khẩu, cả ông đình trưởng cũng ra tay. Bỏ bao nhiêu nhân lực, vật lực, wow, phí cả bao nhiêu hơi sức và tinh thần. Ồ, về vấn đề tinh thần thì càng dễ xử. Các vị, các cô nương ở chỗ này nếu mà thích ai thì cứ việc gọi, ta đãi hết. Lưu đình trưởng, như vậy thì không có thành vấn đề chứ. Nè, là ngươi cam lòng tự nguyện quỷ lạo cho huynh đệ chúng tôi. Tất cả anh em cứ ăn, cứ uống, cứ gọi các cô nương tự nhiên. Lưu đình trưởng, huynh đệ của ngươi ăn uống cũng giỏi quá. Đã uống rất nhiều rượu, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là các ngươi giải quyết chuyện cho ta thì được rồi. Nhờ các ngươi đó. Ê, ông chủ Châu à, hãy coi cho rõ ràng, có phải là ái thiếp thái phụng của ông hay không? Phải phải, chính là ái thiếp của ta. Lưu đình trưởng, các ngươi làm việc thiệt là thần tốt. Ai, chúng tôi không có ăn uống không đâu. Mấy trăm chế tiền này thì đáng trả đó. Thiệt là đáng, thiệt đáng mẹ. Cái tên già dịch này cũng đáng ghét thiệt. Người mà Châu Bá Thiên này muốn lấy cũng dám giành với ta. Lưu đình trưởng, cái tên già dịch này bắt cóc làm tiền thì phải dẫn nó đi du hành thị chúng. Móc mắt của nó, lóc mũi của nó. Ê, hay đem chặt ngay lưng của nó đi. Ai, du hành thị chúng, cắt mũi móc mắt và còn phải xử chém như là ông chủ Châu. Ta không chứ. Phải, chính là ngươi. À, Châu Lạp Bá, ông có thể dẫn thái phụng của nương về được rồi. Cảm ơn Lưu đình trưởng. Cảm ơn Lưu đình trưởng. Chà, mình đi. Thái phụng. Con của hắn. Lưu lão tam, ngươi làm cái gì đi? Ta hỏi ngươi làm gì mới đúng. Châu Bá Thiên ngươi bắt con gái người ta, còn muốn chiếm làm vợ thiếp. Kẻ bắt người không phải là ta, mà là Thất Hai Ngón. Tri tình bất báo, coi như là đồng tội. Không những là Trương Thái Phụng, mà còn là người này. Nghìn xuân quán của ngươi, hơn một nửa gái điếm là bắt về đó. Ồ. Thì ra là bắt về, không phải là mua về. Hèn chi làm giàu mau như vậy. Lưu đình trưởng, không mắc mớ tới ta. Buôn bán nhân khẩu là chuyện của Tiêu Công Tàu. Nè, tới ngay. Từng luật liên can tới buôn bán nhân khẩu đều ở đây hết. Là hình luật buôn bán nhân khẩu cũng nhiều như vậy à? Tiêu Công Tàu, ngươi đọc từ từ nói rõ từng tội trạng à. Ta không biết chữ, ngươi đọc coi hắn bị xử hình phạt gì. Tri tình bất báo, coi như đồng phạm bị hình. Tội của ngươi là phải bị cắt mũi xuống. Còn về kẻ bán nhân khẩu cùng với lại kẻ mua, tiền tội điền kiệt. Có biết cái gì là kiệt hay không? Đó là chặt đầu cho tay chân của ngươi, chừa lại cái mình thôi. Bán một người đã kiệt, bán biết bao nhiêu người. E rằng bị ngũ mã phân thây, chặt đầu thị chốn rồi phơi thây ngoài phố. Chết rồi, có thể chết nữa. Lưu đình trưởng, ta không muốn chết. Ta van xin ngươi, ngươi cứu ta. Ta xin ngươi. Cũng không phải là không có cách. Có nghe qua là lấy tiền chuộc hình hay không? Dạ có nghe qua, có. Ngươi thiệt là may mắn, bây giờ triều đình cần tiền gấp, cho dù là mạng cũng có thể mua về. Tiêu Công Tàu, lấy tiền chuộc hình mất bao nhiêu? Theo luật tần có thể dùng 100 tiền. Còn lấy tiền chuộc tội chết mất bao nhiêu? 300 tiền. Nếu mà tính hai tội nhập lại là 400 tiền. Wow, tới 400? Có nhiều như vậy hay không? Tiêu Công Tàu làm việc nghiêm chính bất kham, quyết không làm lỡn. Wow, 400 tiền. Còn có những chi tiêu lạc vặt thêm vào tiền lao động của chúng tôi. Có lẽ nên tính với ngươi chỉ khoảng 30 tiền nữa thôi. Còn phải thêm 30 tiền nữa à? Ngươi không chịu sao? Dạ chịu. Được, đem hắn giam lại, lấy tiền tới chục hình. Tôi lại đây. 430 tiền. Đây. Tiêu Công Tàu, ngươi thiệt là biết giúp đỡ. Tất cả là 430 tiền. Tất cả đều đóng cho huyện ti. Hả? Không chứ. Các ngươi không phải nói ta làm chuyện nghiêm chính bất kha sao? Dĩ nhiên là ta phải thanh liêm chứ. Hay, cũng đâu có cần thanh liêm như vậy. Chẳng lẽ chúng ta làm không công hay sao chứ? Cũng không phải làm không. Lưu đình trưởng ngươi dàn kế của được thái phụng cô nương, khiến cha con của họ đoàn tụ, lại khiến huyện ti có thêm một số tiền. Một công hai chuyện, sao lại không vui lòng? Mặc dù nói như vậy, nhưng mà chúng ta đã bỏ rất nhiều công phu. Phải rồi, uổng công phí sức. Đúng vậy, tiền tình. Theo luật tần, 400 tiền là tiền chuộc. Hả? Vậy 30 tiền đó có thể tiêu xài rồi. Nè, tất cả huynh đệ,
Chúng ta hãy đi ăn xài cho hết số tiền đó đi. Hay quá. Thôi được rồi, tiễn tới đây thôi. Nếu còn tiễn nữa thì tiễn tới các người về quê đó. Phải thông minh một chút nha, đừng để người ta bắt đi nữa hả? Cảm ơn Lưu Đình Trưởng. Chị em của chúng tôi có thể về quê đoàn tụ với người nhà rồi. Cảm ơn Lưu Đình Trưởng rất nhiều. Không có gì, nhưng mà các cô đi rồi, từ nay sẽ không được nghe thấy các cô ca múa nữa. Thiệt là nhớ quá đi. Nếu như người thấy nhớ, rảnh rỗi thì tới thăm chúng tôi. Hứa phải giữ lời, đường xá có địa chỉ của các cô. Khi đi ngang, ta nhất định sẽ ghé thăm các người. Nhưng mà nhớ, phải tiếp đãi ta miếng ăn miếng ở hả? Tôi chào. Chào Lưu Đình Trưởng. Xin chào. Nói gì đó? Một mình tôi hả? Cá sở đâu? Cái gì cá sở? Cá sở không biết sao? Thì là hộ tịch mang theo tùy thân đó. Luật tần quy định bất cứ đi tới đâu cũng phải đem theo để tiện việc kiểm tra. Ta đã bị sự ý. Nghĩa là không có hả? Giải hắn về, từ từ hỏi chuyện. Người hãy nói mau đi. Người tên họ là gì? Từ đâu tới? Đừng có làm trở ngại ta nghỉ ngơi. Ta họ Hạng tên Võ, quê quán Hội Khi. Hạng Võ, quê quán Hội Khê. Chữ Khê chữ Khê viết làm sao đây? Có thể cho ta biết hay không? Thôi được. Nè nè, viết giùm ta. Nè. Hội Khê là một nơi phồn thịnh mà. Nhưng tới chỗ nghèo như huyện bối của chúng tôi làm gì đây? Kinh thương. Kinh thương? Như vậy tức là có tiền trong mình. Lưu Đình Trưởng có người tới chỗ hắn. Quả nhiên là có người đem tiền tới chuột. Đem tới bao nhiêu? Theo lệ thường, 5 nhật tiền chuột một người. Chuyện gì cũng có ngoại lệ. Các người là kinh thương, chỉ là 5 nhật tiền không phải hơi ít hay sao? 10 quan tiền có thể thắng người chứ. Được thì cũng được, nhưng mà người mất đi cá sở phải bảo đảm. 15 quan tiền. Ta không biết người lại, nói không chừng người tới đây làm bậy bạ. 20 quan tiền. Ra 20 quan, đương nhiên là quan nghênh rồi. Thần tài đã tới huyện bối chúng tôi. Hạng gia mời. Nguyên bối đã chờ lâu rồi, chưa được thấy quay phòng của anh bố đại dương.
Hôm nay tới thăm là không có ý gì. Đại dương cần gì phải xử vậy? Người chính là Hạng Võ, con của Hạng Yến danh tướng Tiền Sử hay sao? Anh bố người cũng là hậu nhân của danh tướng Tiền Sử. Tổ tiên cũng bị Bảo Tần giết hại, vậy sao không kết minh với Hạng Võ để kháng Bảo Tần? Hạng gia nói vậy là sai. Cường Tần tuy là vô đạo, nhưng trong Quẻ Châu dịch đỉnh nói là đỉnh gãy chân đã mất hình chủ hung. Cho dù ba chân bị gãy đi một chân, muốn xô ngã nó cũng mất đi 80 năm. Bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ. 80 năm thì là quá lâu. Muốn thành đại sự thì nhất định phải tranh thủ. Tư Minh đại nho tương thế. Năm xưa khi bạo quân Ngân Chánh đốt sách chôn nho, các hạ may mắn được thoát chết, tới làm lưu khấu. Còn anh Đại Dương cũng vì đụng chạm tới quyền quý triều thường, bị vu cáo mưu phản, cả nhà bị tru sát, cuối cùng cũng bị kinh diện lưu phóng biên cương. Chúng ta cũng đã cùng bị hại, tại sao không cùng khởi nghĩa chống Bảo Tần, cứu vạn dân ở trong cảnh lập thàng chiên? Đúng vậy, không những là anh bố này bị quan dụng, chỗ này tụ tập mấy ngàn người, ai cũng đều bị Bảo Chánh ép hại mới trở thành đạo tặc. Lật đổ Bảo Tần, cho dù tập hợp mọi người ở đây thì cũng khó chống chọi Triệu Tần có 10 vạn đại quân. Thù nhà khó trả, còn nói gì tới đại nghĩa kháng Tần? Ngươi làm đạo tặc tức là làm địch với dân và cả với ta. Ta sẽ không cho ngươi được yên ổn và phải săn bằng trại phi hổ của ngươi. Có ta thì giết chết ta đi, để ta hàng phục ngươi, đừng có hở không? Được. Mùng 1 tháng sau, chúng ta quyết đấu sanh tử ở Lạc Nhạn. Nếu như người thắng được ta, từ nay ta sẽ không tới quấy rầy. Quân tử nhất ngôn. Làm phiền cửu di nương, uống xong thân thuốc này là không có gì đáng ngại. Bị nhiễm phong hàn, còn nói là không có gì đáng ngại, nhưng dù sao đi nữa phải nghỉ thêm mấy ngày. Ta nghĩ hay để ta sai người đưa thư tới Khê Thành cho mẹ của người, để bả phái người tới đón người về. Dạ không cần. Mấy năm nay ta đã quen du ngoạn khắp nơi, và ngay cả cha mẹ cũng đã quen tánh nết của ta. Coi bộ vài hôm sau chờ ta lành lại, lên đường cũng chưa muộn. Trí à, ngươi thiệt là có tài, một người con gái mà đi chu du khắp nơi. Cho dù là có tài gì đi nữa, ta cũng là thằng con gái, không thể làm việc lớn. Hồi, ngươi còn muốn sao? Không lẽ thiệt là cầm anh thương lên trận giết giặc? Bà chủ à, lâu quá sao không ai tiếp đãi vậy? Có phải không muốn tiếp Lưu Bang này hay không? Tới ngay. Ờ, Lưu Đình Trưởng. Bà chủ à, ăn uống của bà được bao nhiêu chứ? Chỗ này có 10 tiền nè, có đủ hay không? Rồi nợ nần của trước kia. Thì cứ để thiếu tiếp tục như vậy đi, mới là người có tình có nghĩa. Đúng. Cá cứ uống cho vui vẻ, ăn cho vui vẻ ha. Ta vô coi còn đồ ngon gì lấy ra tiếp đãi các người. Đi mau. Hả? Ủa? Cô nương của ta đâu? Sao mà chưa thấy tới vậy? Ta không muốn chờ lâu đâu nha. Đúng là đồ khỉ thiệt vô lương tâm, đã hứa 100 cài cho ta, quay mình đi đã quên mất. Sao lại quên mất được? Cô nương phải nhắc ta chứ. Ta có nhắc người thì người cũng sẽ quên. Ta có người đẹp trong vòng tay, không có được tỉnh táo đâu. Các cô phải luôn luôn nhắc nhở ta. Ta thì thường nhắc tới người hoài, mà người nhớ được sao? Dĩ nhiên là ta nhớ rồi. Lưu Bang này nếu được phú quý thì không, nếu mai này ta được liệt tổ phong dương, một ngày xưng dương, sẽ phong các cô làm Dương phu nhân, Hoa phu nhân, Nguyệt phu nhân và còn không có đẹp người. Các cô không có tin ta hả? Được, cho con. Lão Tam Ca, phải đếm cho rõ ràng, có phải 72 nút lùi hay không? Dạ. Có thiệt không? Đây. Nói thiệt chứ Tam Ca, cái đám chúng tôi đã đếm cái chân của ngươi 100 mấy chục lần rồi. Chó con đâu có lần nào đếm hết được cho ngươi. Thì phải, tới tuổi này làm gì còn phú quý nữa đây. Lớn lên chung với ngươi từ nhỏ tới lớn,
chưa hề nghe hắn nói qua một lời đẹp nào hết. Không những là vậy, mỗi lần đều muốn chơi chết Lưu Tam Ca trước mặt của huyện đại nhân. Được ăn uống thì lại gần, biết mắc cỡ hay không? Ta dạy ngươi. Nè, ngươi đừng có hẹp hòi như vậy. Chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ mà. Yên đi mà lại lộn hết rồi. Ai còn đếm cái gì nữa chứ. Miễn là 72 tinh tú trên trời đều ở đây thôi. Bẩm sanh dị phẩm, cao quý vô cùng. Ta mà ngủ vô rồi đó hả, sẽ biến thành rồng. Sẽ biến thành con rồng bay vút lên trời. Ôi, tiểu tử đáng chết dám chê cười ta hả? Ta đập bế đâu bây giờ. Hả? Chị cô nương này thiệt là quen mặt quá, không biết được gặp ở đâu hả? Sách gia cụ của chú đưa tới nói cái gì? Đây là sự kết minh của Hào Kỳ Các Phương, trong đó viết là bỏ đầu người, rải máu nóng, nghe thiên hạ kháng bạo tử, nhỏ máu làm minh, thiên địa làm chứng. Quan linh trọng đại, không thể để cho quan lính xét ra. Tiên công tàu, tối qua Lưu Tam Ca đãi tiệc rượu thật là vui quá, sao người không tới hả? Lưu lão tam, có tiền không trả lại đãi người ta uống rượu, chừng chủ nợ kéo tới thì càng hay. Đừng có rầu, Tiêu công tàu, tiền biết kiếm tới mà. Ây da, vừa nhắc là hắn tới, thần tài đã đến. Ra thành hả? Ý, tại sao hai người mà cởi ba con ngựa? Ai đã có thêm mấy cái bông đi? Hả? Wow, giết quyết thơ. Hả? Rơi đầu gì? Người rải máu gì? Rơi đầu dê rải máu chó. Ta không biết chữ. Thôi kiếm Tiêu công tàu tới coi cho chắc ăn hơn ha. Nè, Lưu Đình Trưởng, ở đây có một thùng vàng. Lưu Đình Trưởng, vàng đó. Quyết thư trong tay của người là chú thư của kẻ thù ta. Chúng tôi chỉ là muốn lấy né kẻ thù, không ở đây sanh sự. Người nói như vậy, nhưng mà khó lòng để tin. Hả? Người phải làm sao mới tin? Không có gì. Lục Tần thì có lấy tiền chuộc hình. Cho dù người giết người hay là bị người ta giết, có tiền thì cũng có thể bỏ qua. Thùng vàng này người hãy lấy. Người đưa tiền chuộc thì ăn quán cá nhân, ta không có cần xen vào. Cái gì đầu dê máu chó, sách gia cừu này người lấy đi. Có ba khoái mã này đưa tới đình chắc ăn hơn. Lưu Đình Trưởng, hay người nói là đi trốn kẻ thù, núp ở đây thiện bối mấy chỗ hẻo lánh này, bảo đảm không ai kiếm ra được đâu. Như vậy còn lấy ba tuấn mã làm cái gì? Không có ba con khoái mã thì sẽ không có ra ngoài sanh sự nữa, vậy là thiên hạ thái bình. Đại ca, cái thứ quân vô liêm sĩ này cứ thấy được thì làm tới, tại sao không để ta một kiếm giết chết hắn đi? Giết hắn sẽ đá động tới quan phủ, trở ngại mày làm việc. Chuẩn bị ba con khoái mã cho ta. Nguyễn đại nhân, chỗ này có 300 vàng, xin kiểm tra lại đi. Đại nhân. Đại nhân, chỗ này không những có thể đóng lại lương hưởng của đình Tứ Thủy mà chúng ta đã thiếu, còn những lương hưởng của đình khác thì có thể đóng luôn. Như vậy là đại nhân không cần phải lao tâm. Làm được khá lắm, làm khá lắm. Đại nhân, nhưng hắn lén lấy thùng vàng của người khác, vậy là không hợp pháp. Ông Tử à, người phải học tập với Lưu Đình Trưởng rất là nhiều mới được. Có biết chưa, lý lẽ làm quan coi nặng nhất là cái gì? Là đại cuộc làm trọng. Hả? Đôi bên phải xử với nhau hòa nhã để mọi việc êm xuôi. Nên nhớ, lúc phi thường thì dùng cách phi thường. Bây giờ triều đình đang hối ép đóng lương hưởng, lỡ như có bề gì kết tội xuống thì không phải giỡn chơi. Bây giờ lấy tài bất nghĩa để giải dây cho các người, dĩ nhiên là một chuyện tốt. Cảm ơn Lưu Đình Trưởng. Khách sáo, chúng ta là đồng liêu bấy lâu, có phước cùng hưởng mà. Nhưng mà triều đình ngoài việc hối giao lương hưởng còn hối giao nhân phu nữa. Lưu Ba người thiếu nhân phu nhiều nhất. Ta không phải là không giao, mà là không có còn giao nữa. Bây giờ hễ mà tráng kiện một chút thì đã bị bắt đi làm nhân phu. Còn lại là 50-60 thì sắp phải đi vào lỗ. Còn 15-16 trẻ măng như vậy mà phải bắt họ đưa đi làm lao dịch. Như vậy là đưa họ đi chết thôi, nỡ lòng nào chứ. Ngươi ngày đầu tiên làm đình trưởng hay sao? Lục Tần quy định từ 15 tới 60 tuổi đều phải bắt đi làm nhân phu. Ngươi không đi bắt, muốn báo hại quyền đại nhân hả? Quyền đại nhân? Đừng có nói nữa, không bắt được nhân phu thì báo hại ta và ngươi chết chung. Là ngươi thất chức, ngươi chết hơn là ta chết.
Nè đi mau, đi mau. Cháu à, đáng cẩn thận, bảo trọng. Dạ, con biết rồi, con sẽ bảo trọng. Đi đi, đi đi. Mẹ hãy về đi. Đi đi, đi đi. Được rồi, được rồi. Chỗ này cách dịch trạm dân phu gần lắm. Ê, còn kịp đưa qua bệnh. Các người có gì chưa nói hết thì nói đi. Thiệt là vô dụng. Thiệt là vô dụng. Chỉ biết đưa người ta đi chết thôi. Người hãy đi chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Chết đi, chết. Có tin mừng, 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 có tin mừng rồi. Có chuyện gì? Chuyện gì? Ba nhất định sẽ trở về. Còn có bác Ngầu, chú Trọng, Tam Cân, tất cả bọn họ đều sẽ trở về. Trở về, trở về vậy không? Thì không hả? Các người không tin ta hả? Coi cái tay nè. Có biết tại sao tay của ta bị thương hay không hả? Là vì vừa rồi ở dịch trạm, khi giao nhân phu cho giám thanh quê đại nhân, thì đại nhân sơ ý hụt chân rớt vào trong hang núi. Ta mạo hiểm cứu đại nhân cho nên bị thương đó. Quê đại nhân thấy ta cứu mạng ổng cho nên chuyện gì cũng chịu hứa. Ổng nói cái đám người mà ta dẫn đi không cần làm khổ sai hay là lao dịch nữa, chỉ lo làm cơm thôi. Cho nên chỉ cần mãn hạn 3 năm là có thể trở về bình an, không thiếu một ai. Các người cố gắng làm ruộng sẽ có được cơm ăn và chờ ngày đoàn tụ. Lúa gạo phải mất một khoảng thời gian mới có thể trồng được. Chỗ này có mấy bao gạo, các vị lấy về ăn trước đi. Đúng 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 đúng, vị cô nương này thiệt là có thiện tâm. Các người thiệt là có phước. Cảm ơn Lưu Đình Trưởng. Không có gì, không có gì. Cảm ơn cô nương. Ai nấy phải có cơm ăn thì mới còn mạng chờ người thân trở về. Chính cô cũng muốn người ta cả nhà được đoàn tụ. Cô nương, thì ra quen mặt quá. Xin hỏi quý danh. Bạch tướng quân, có người xông vào doanh trại. Tổ gan, có người dám tới gây chịu tượng. Đem cái đại đao 80 cân của ta tới. Người lại, người dám. Đã kêu ngươi đừng có cưỡi ngựa mà lại cưỡi ngựa nữa hả Phạm Quê? Chuẩn bị ngựa cho ta. Ôi, Lưu Tam Ca, ngươi đã lấy hắn một thùng vàng rồi, đừng có gây chuyện nữa. Đúng, lấy rồi có thể lấy nữa. Tới Nghinh Xuân Quán kêu sẵn đồ ăn chờ ta đi. Hạng gia, đem cả anh thương tới nữa hả? Coi bộ không phải giết gà giết chó, bỏ đầu dê rễ máu chó nữa. Nhất định là mưu phản rồi. Tốt nhất thì đừng có nhiều chuyện. Ngươi hãy đi ngay. Đi. Cho dù không phải mưu phản, nhưng nhìn tướng ngươi cũng biết làm ăn lớn, cũng là tội chết. Không cần nói, cái bao đó là gì? Nhất định là vàng bạc châu báu cướp về phải không? Đưa tới đây coi. Thank you.
Ta là Lưu Bang, đình trưởng của đình Tứ Thủy. Hạng Võ, anh bố hôm nay quyết sanh tử với ngươi. Kinh diễn tắc. Anh bố, ta hỏi ngươi một lần, ngươi có chịu kết minh với ta hay không? Bây giờ muốn đối kháng với Bảo Tần chứ có đường chết. Chỉ cần xả thoát Phụ Nghĩa mà ta đánh ra con đường sống. Thêm 3 phần là người sẽ bỏ mạng. Một đấng nam tử đại trượng phu mà bị lâm cảnh này, người cam lòng sao? Còn chết để già, người ta chết để tiếng. Anh bố này không là con cái tương môn, cho dù chết thì cũng phải cho quánh liệt. Danh thì tiên cổ, nhưng mà được sao? Bảo Tàng đã nắm hùng sư bách dạng, muốn chống chọi với hắn chỉ là như châu chấu đá xe. Đâu người chết? Triệu Thượng. Dạo trước người nói Triệu Thường đã nắm 10 vạn đại quân, phải lấy đầu của hắn còn khó hơn là trời. Hàng Võ, ngươi thì là khác với người thường. Có ai sanh ra là làm chủ thiên hạ, mọi việc cũng là thành sự tại người. Thế đạo tuy khó, cũng có thể anh hùng tạo thời thế. Nói đúng. Hàng huynh đệ, ngươi quả thật là một đại anh hùng. Ta đã được trả thù lớn, mãn này đã tuột về ngươi. Từ nay để cho ngươi sai khiến. Chúng tôi là chết sao? Được, từ nay chúng ta một lòng, dù rơi đầu, rải máu xuống. Hạng huynh đệ, anh bố xin về trại vàng xếp các thứ. Sau này mời tới trại tiếp thu nhân mã. Quân tử giết ngôn. Được. Ây à, Hạng gia, tuy nhiên trước đó không biết Hạng gia là một đại anh hùng, cho nên đã đụng chạm. Kẻ không biết không tội, nhưng bây giờ cái gì cũng không biết. Không, ta không biết đâu. Tuy nhiên không nghe, chỉ biết Hạng gia đại nhân là đại nhân đại nghĩa. Cả trình diện tặc cũng đã phụng tùng, Lưu Bang này làm sao không phục? Ta hứa sẽ không nói chuyện của người ra đâu. Ngươi yên tâm đi. Lưu Bang, ngươi là rừng cột quốc gia. Hạng Võ này quả thật mưu phản làm loạn, ngươi không thể tri tình bức báo. Hạng gia nói chơi thôi. Ngươi là người lớn làm việc lớn, còn thứ vô danh tiểu tốt như ta có biệt danh là Tam Vô, là vô dụng, vô mưu và vô dũng. Ta thì không dám nói ra chuyện lớn của đại gia. Ta thì kính phục đại gia, ta hứa là sẽ kính miệng cho ngươi. Cái tên cẩu tặc triều đình này ham tài háo sắc, giết chết hắn đi thì coi như thế thiên hành đạo, trừ hại cho dân. Từng 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 Trinh Trinh, đến mình đưa bạn đi tìm người cái đã. Cộng thêm dì Hảo có được không? Vai diễn kinh điển của TVB hóa thân thành mô hình, cả bộ 19 con, ký ức chung đã tràn về. Muốn đưa chúng tôi về nhà, hãy lập tức tham gia trở thành hội viên fan vàng.